Xin chào các bạn đã quay lại trở lại với kênh kiến thức xây dựng. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình sửa chữa vết nứt bê tông với phương pháp là phun keo áp lực cao epoxy. Thì ở đây phần mình video này mình chia hai thành phần. Phần thứ nhất là nói về cách thi công, phần thứ hai là bàn những vấn đề gọi là sửa chữa, thì sửa chữa bằng keo gì, đúng không? Keo gì, ở keo đó có thông số kỹ thuật như thế nào, nó có bám chắc vào bê tông hay không. Đó, nói chung là phần hai là như vậy. Phần một thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách gọi là thi công như thế nào. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đi về quá trình gọi là sửa chữa vết nứt về mặt bê tông bằng phun keo. Thì cách làm sẽ là như thế nào đây? À, rồi, cho chạy. Thì đầu tiên người ta giới thiệu là những cái keo rồi. Rồi đầu tiên coi clip này đi các bạn, clip này dễ coi hơn. Rất kịch chít rồi. Rồi những này là những cái thông số gọi là những cái vật liệu người ta đã giới thiệu không? Keo Rocket Bond LR321 gì đó. Miracle Bond Easy Flow rồi. Cái này là keo rồi, cái này là ống, cái này là kim bơm, cái này là đồ dùng để bơm này, rồi ống hút. Rồi tiếp. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ có là vết nứt, đúng không? Đây, vết nứt. Rồi đầu tiên chà, lấy bằng cái sắt chà vệ sinh, thổi bụi. Rồi tiếp theo làm gì? Rồi thì sau đó sẽ là phun bơm keo vào những chỗ này, đúng không? Rồi bơm keo. Bơm keo gì thì phần 2 sẽ nói. Rồi bơm keo đi. Rồi bơm nhiều nhiều vô. Bơm chát, rồi chát. Đó, từ các bạn mình nhìn thấy là cái hình này đi. Đây là vết nứt của chúng ta, đúng không ạ? Vết nứt chúng ta chảy dài theo cái đường này thì người ta chỉ là chát ở chỗ này thôi, chừa lại khúc nhỏ chỗ đây, là chát chỗ này, chừa khúc nhỏ. Thì khúc nhỏ này để là gắm cái đầu bơm vô thôi, chứ không để gắm cái đầu bơm vào đó. Bây giờ người ta gắn cái đầu bơm vào nè, đó cũng chét cái loại keo đó luôn, gắn đầu bơm vô định xuống rồi, rồi chét xung quanh cho nó đầy lại, đừng cho để lỗ hổng. Rồi lắc cho thật đều luôn hả? Lắc cho đều trước khi sử dụng. Rồi dùng cái ống bắn keo này bắn vào, bỏ keo ra. Ok, tiếp tục làm gì? Nói chung là bỏ keo vào cái ống đó rồi chuẩn bị sẽ là tiếp tục sẽ là bơm keo vào những cái chỗ mà chúng ta đã làm trước nè các bạn. Bơm keo vào những cái chỗ này nè, đấy, bịt hết cái mặt phẳng này rồi, mặt phẳng nứt nè, bơm hết mặt phẳng rồi bỏ. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ người ta sẽ bơm vào những cái ống đã chờ sẵn, đúng không ạ? Bơm tới chừng nào mà thấy nó đầy thì cái khoảng cách nứt từ đây đến đây thì sẽ là ở dưới đây là có cái vết nứt thì người ta sẽ bơm, đúng không ạ? Khi mà người ta bơm á, thì keo sẽ chảy từ qua bên đây hoặc là qua bên đây, qua hai phía. Thì hai phía đó, phía nào chảy đều trước, phía nào mà chảy đầy trước á, thì nó sẽ keo nó sẽ dâng lên tới đây, đúng không ạ? Rồi dâng tới đây đó, dâng tới đây thì bịch chỗ này lại, gắn ống bơm vô bịch chỗ này lại, rồi là tiếp tục bơm, mà tiếp tục quá trình như vậy cho đến hết. Ồ, xong rồi thì đục, đúng không? Sau khi đã xong đó thì nãy quên nói các bạn, đây
Cái vật liệu này mà sau khi mà đã trét vào thì chúng ta đợi 3 tiếng mới được bơm nha. Đợi 3 tiếng sau nó cho nó cứng bề mặt đi. Nó chắc chắn mới được bơm. Rồi. Bơm làm gì tiếp? Rồi bỏ đi. Bỏ đi rồi xong mà lại mài. Rồi. Đây lúc trước nè, nứt không rồi lúc sau là ok. Thì ở đây các bạn. Bên clip này người ta cũng làm y chang như vậy thôi. Đấy, người ta cũng là đầu đầu tiên là mài cho nó phẳng. Sau đó là thổi bụi rồi cho tất cả bụi ở trong cái vết nứt này ra. Rồi lại lấy keo nó dán bề mặt. Dán bề mặt chừa lỗ, những cái lỗ này. Xong bịt lỗ, rồi xong rồi tiếp tục là bơm keo. Rồi. Thì thật ra cái kỳ một cái cách làm giống nhau. Còn bây giờ cái vật liệu bơm keo thì nó có nhiều vật liệu lắm. Giống như chạy xe à, xe không không thì xe máy thì nó có hay gì hãng Jupiter, hãng Honda, hãng quay đúng không? Tất cả rất nhiều là hãng. Gọi là tùy tùy người dùng sẽ chọn chọn cái hãng nào. Đúng không ạ? Rồi. Đó, nói chung thì cách thi công là như vậy. Còn cái loại keo nào á thì ở phần video 2 mình sẽ bàn. À, chúng ta xem thử cái loại video này xem thế nào. À, mình chỉnh tốc độ gấp 2 lần rồi, rất là nhanh. Rồi đây là vết nứt, rồi khoan vô. Khoan sao nữa? Bỏ ống tiêm vô. Rồi đóng vô. Đóng. Đóng xong làm gì? À, bơm keo, bơm áp lực. À, có hồ áp lực luôn, quá hay. Rồi. Đục bắp. Rồi, dứt. Nói chung là cái cách nào nó cũng giống y chang thôi, chẳng qua là vật liệu như thế nào thôi. Vật liệu bên đây là gì? Siêu boss rồi. Đầu tiên cũng chà. Rồi trám bề mặt thôi. Chà xong thì gắn những cái bơ kim tiêm trước. Rồi lại bịt kín những cái chỗ đất này. Đó, bịt kín vô. Vậy cho nhanh các bạn. Trải cho nhanh, mạng yếu quá. Rồi bịt kín xong rồi lại bơm siêu boss 4040LV đúng không? Rồi. Bắt đầu bơm vô. Bơm chừng nào thấy gì chỗ này nè. Bơm vô bơm lẹ lên rồi chừng nào thấy chỗ này mà nó được đó đây chỗ này thì bịt lỗ này lại lại bơm lỗ này cứ thế mà làm sửa chữa vết nứt bê tông với phun keo áp lực cao. Hôm nay hơi bị chậm nha. Đó là một trang web người ta chỉ cách cũng là sửa chữa vết nứt bê tông. Bước 1 kiểm tra và xác định vị trí khoan. Bước 2 khoan lỗ tại vị trí cách từ 2 đến 5 phân. Khoan xéo 45 độ. À, có một vài cái clip các bạn người ta khoan xéo một vài cái clip thì người ta bơm trực tiếp vô. Thì bây giờ không theo các bạn thì cái loại cách nào nó tốt hơn? Người ta khoan xéo thì người ta cũng cho keo vào y chang vậy thôi. À, cách này là khoan xéo nè, còn cách hồi nãy chúng ta xem là nó không có khoan vậy đó, nó làm trực tiếp đây luôn, thì cách nào cũng được thôi, là vấn đề.
Đó, trên mạng thì anh ta một trang web công ty xây dựng toàn cầu Konishi cũng chỉ làm như vậy, cũng là cách làm này thôi, không có gì khác nha. Này ta nói là sau 3 giờ kiểm tra mặt đã khô thì bắt đầu mới bơm keo vô đó. Thì sau khi đã làm xong á, thì vừa rồi các bạn đã xem clip đầu tiên về quá trình gọi là xử lý vết nứt bê tông hoặc là vết nứt tường cũng vậy thôi. Tại vì cái keo này nó bơm vào tường hoặc là bơm vào bê tông này được vật liệu. Thế thì người có bạn sẽ hỏi á, phương pháp giao là như vậy đúng không? Vậy vì những cái keo đó là keo gì? Và thông số kỹ thuật của nó ra sao? Nó có chắc chắn là làm cho cái chỗ nó không nứt nữa không? Rồi cái sự kết dính của nó với lớp bê tông cũ nó có chắc không? Cùng chung là tất cả câu hỏi gọi là nghi ngờ cái loại keo này nó có làm việc tốt hay không. Thì ở phần thứ hai đó mình sẽ trả lời nha. Các bạn nhớ like, subscribe video của mình nha. Chào các bạn, đã xin các bạn và hẹn lại các bạn trong video tiếp theo.